Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Hội tụ sắc màu, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023 cũng đã tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có các trò chơi dân gian các dân tộc vùng núi phía Bắc. Trò chơi dân gian truyền thống không chỉ thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí mà còn là sự kết nối cộng đồng và cách thức để giữ gìn, bảo lưu những giá trị văn hóa, người dân càng thêm thắt chặt tình đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm. Tó má lệ là trò chơi dân gian của người Thái ở Sơn La, được hình thành khi phụ nữ Thái vào rừng lấy củi. Theo tục xưa của người Thái, khi đồng bào cấy cày lúa nước trên nương, họ thường tung các bó mạ cho nhau, từ đó xuất hiện tục ném còn. Mỗi vật dụng trong trò chơi đều mang ý nghĩa riêng. Vòng tròn trên cây nêu tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, ngày và đêm, âm và dương, thể hiện sức mạnh của tự nhiên. Bên trong quả còn là những nguyên liệu như cát, thóc, ngô, nước, tượng trưng cho vật chất. Quả còn được ném qua vòng tròn mang theo mong ước của bà con về một vụ mùa mới bội thu, đời sống no ấm, con cái sinh sôi. Mỗi sắc màu dân tộc là có một nét riêng khác nhau. Khi mà được tập trung giao lưu á, thì chúng tôi rất là vui. Thì tôi cũng rất mong Đảng và Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc chúng tôi thường xuyên giao lưu về cái nét đẹp và nét đặc trưng cổ truyền của dân tộc mình. Trong các dịp lễ Tết, hội hè, tiệc tùng, ngoài tổ chức hát ly, hát lượn, đối đáp, giao duyên, người Tài Nùng còn có những trò chơi thể thao trí tuệ mang tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt là trò chơi lầy cỏ. Nét văn hóa độc đáo của trò chơi thể thao trí tuệ lầy cỏ đã ăn sâu vào tiềm thức của người Tài Nùng. Khi cộng đồng hay gia đình có tiệc vui, không thể thiếu trò chơi lầy cỏ để tạo không khí sôi động, níu kéo, có nhiều thời gian bên nhau nhiều hơn, thu hút đông đảo người xem và hưởng ứng. Hôm nay đến đây trò chơi dân gian Việt Bắc tại tỉnh Đắk Lắk là món lầy cỏ, trò chơi tinh thần của quê hương Cao Bằng chúng tôi, và đến đây cũng không thể quên được bản sắc dân tộc. Ở quê hương chúng tôi thường thường là ngày lễ tân gia nhà mới, mừng đầy tháng cho các con cháu và ngày vui đều lầy cỏ. Đây là một món tinh thần của người quê hương đồng bào phía Bắc, quê hương Cao Bằng. Lầy cỏ tạo ra không khí sôi động bởi sự thông minh khéo léo của người chơi, đưa đến những trận đấu ngang tài ngang sức, giằng co từng điểm số, từ người chơi đến khán giả đều tập trung theo dõi và chờ đợi kết quả cuối cùng. Dù là giữa trời chưa nắng gắt, vẫn có rất đông người đến xem và cổ vũ. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của trò chơi dân gian độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.